Sau đây là chương 8 và chương 9 của tiểu thuyết Không Gia Đình. Chương 8: Vượt ngàn băng núi. Chúng tôi chu du một phần miền Nam nước Pháp qua các tỉnh Auvergne, Verlet, Languedoc. Cách đi của chúng tôi thật đơn giản, cứ việc đi thẳng về phía trước, không cần suy tính gì cả. Hễ trông thấy đằng xa có một làng nào không đến nỗi tiêu điều là chúng tôi sửa soạn tiến vào một cách rầm rộ. Tôi trang điểm trải chuốt cho đàn chó, đội mũ cho con đôn sơ, mặc áo cho con Derbino, dán một bên mắt con Capi để nó đóng vai một cựu chiến binh. Tôi bắt con Joliker mặc quân phục tướng Anh, đây là phần việc khó khăn nhất của tôi. Con Joliker thấy mặc quần áo là biết sắp phải làm việc nên nó luôn chống cự. Nó nghĩ ra nhiều cách láu lỉnh để làm tôi thất bại. Những lúc ấy tôi phải cầu cứu con Capi vì con chó tỉnh táo, tinh ý và nhạy cảm. Nó có thể phá được những trò danh mãnh của con khỉ. Đoàn xiếc mặc đại lễ xong, cụ Vitali cầm ống tiêu thổi. Chúng tôi đội mũ chỉnh tề, diễu hành qua làng. Thấy đoàn người hiếu kỳ theo sau chúng tôi đông thì chúng tôi tổ chức ngay buổi diễn. Còn nếu số người quá ít, chúng tôi đi tuột sang làng khác. Chỉ đến các thành thị chúng tôi mới ở lại nhiều ngày. Khi đó buổi sáng được rảnh rỗi, tôi được tự do đi dạo, muốn đi đâu thì đi. Tôi dắt con Capi đi theo, rong ruổi các phố phường. Lúc ấy con Capi mặc thường phục, nghĩa là chỉ có bộ lông chứ không quần da, không trang điểm gì cả. Thông thường cụ Vitali giữ tôi bên cạnh cụ, nhưng trong những dịp như trên thì cụ buông lỏng cho tôi muốn đi đâu tùy ý. Cụ còn dặn: ngẫu nhiên mà cháu được đi chu du nước Pháp ở cái tuổi trẻ con khác đang đi học ở tiểu học hay trung học thì cháu mở mắt ra để học hỏi. Hễ cháu lúng túng khi trông thấy điều gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi ông, chắc cũng có những điều ông không thể giải thích được vì không phải cái gì ông cũng biết, nhưng cũng có những điều ông có thể giúp cháu thỏa mãn được tính ham hiểu biết của cháu. Trước kia không phải ông chỉ là một anh bầu gánh xiếc chó khỉ như thế này đâu, ông cũng đã học tập được những cái khác kia, chứ không phải chỉ nghề trình diễn anh Capi hay ngài Joliker với chư vị khán giả. Cái khác là cái gì kia thưa ông? Để lúc nào rỗi ông sẽ nói chuyện. Bây giờ cháu chỉ cần biết rằng một người làm xiếc chó cũng có thể đã từng có địa vị ở trong xã hội, thế là đủ. Rồi cháu lại cũng cần biết rằng hiện nay cháu ở bậc thấp nhất trong xã hội, nhưng nếu cháu muốn thì cháu có thể leo lên bậc cao hơn. Cái đó một phần tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng phần lớn tùy thuộc ở cháu. Cháu hãy chịu khó nghe những bài học của ông, những lời ông khuyên bảo. Sau này lớn khôn, cháu sẽ cảm động và biết ơn ông khi cháu nhớ lại cái ông lão nhạc sĩ tội nghiệp đã làm cháu khiếp đảm, cướp cháu trong tay người mẹ nuôi của cháu. Ông tự cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ giữa ông và cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu sau này. Không biết cụ chủ tôi trước đây làm gì mà bây giờ cứ hễ nói đến là giữ gìn ý tứ. Tôi cứ tò mò tự hỏi như thế và nghĩ ngợi. Nếu cứ như ông cụ nói thì đã có lúc ông cụ đã ở bậc cao trong xã hội, vậy tại sao ông cụ lại ở bậc thấp? Ông cụ còn nói nếu tôi muốn thì tôi có thể leo lên bậc cao, mà tôi thì chỉ là một đứa trẻ hèn mọn, rốt nát, không gia đình, không ai giúp đỡ. Thế thì tại sao chính cụ lại tụt xuống? Sau khi rời khỏi dãy núi tỉnh Auvergne, chúng tôi đến vùng đá vôi tỉnh Quercy. Ở đây có những đồng bằng rộng lớn, mặt đất cuộn lên những đợt sóng không đều, trên đó chỉ có đất hoang và rừng cây thưa thớt. Không có miền nào buồn bã, nghèo nàn hơn thế, đó là cảm tưởng của khách qua đây. Điều làm cho cảm tưởng này thêm rõ rệt là ở đây hiếm nước, không có sông, không có suối, không có ao hồ. Đây có một vài dòng khe khô cạn, trơ những sỏi đá. Nước thì đã tuồn vào những vực sâu và ngấm vào lòng đất, để rồi lại rỉ ra nơi xa, tạo thành những dòng sông hay những giếng lộng. Giữa đồng bằng đang khô cạn ấy, có một làng lớn gọi là làng Bastimuiara. Chúng tôi nghỉ đêm tại đấy, trong vựa cỏ của một quán trọ. Buổi tối trước khi đi ngủ, cụ Vitali nói: ở trong miền này và có thể ở chính ngay trong quán trọ này đã ra đời một con người từng làm chết hại hàng ngàn binh lính. Người ấy xuất thân là một anh chàng giữ ngựa và về sau làm nên vương bá. Ông ta tên là Muiara, người ta tôn ông là anh hùng và lấy tên ông đặt tên cho làng này. Ông có biết ông ấy và đã nhiều lần trò chuyện với ông ấy. Thủa ông ta còn giữ ngựa à? Câu hỏi của tôi bật ra ngắt lời ông cụ. Tôi không kịp giữ lại. Ông cụ cười đáp: không, thủa ông ta làm vua. Ông đến làng Baxi lần này là lần đầu, còn ông gặp ông Muiara thì ở Nupler, giữa triều đình ông ta.
Vậy ra ông đã quen thân với một vị vua. Chắc là tiếng reo của tôi ngộ nghĩnh vì thấy cụ phá lên cười, cười rất lâu. Ông cháu chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế đá trước chuồng ngựa, lưng tựa vào tường hãy còn ấm nắng ban ngày. Trên một cây sung lớn, vòm lá chùm đầu chúng tôi, ve sầu đang ca lên khúc nhạc đơn điệu. Trước mặt chúng tôi lửng lơ trên các mái nhà vườn chanh tròn vạnh vừa mọc, từ từ nhô lên giữa khoảng không. Cái đêm hôm ấy êm ả, đối với chúng tôi lại càng dễ chịu bởi ban ngày nóng bức quá chừng. Cụ Vitali hỏi, cháu buồn ngủ chưa? Hay là cháu muốn nghe ông kể chuyện vua Mira? Cháu muốn nghe ông kể chuyện ông ạ. Thế là ông kể chuyện từ đầu chí cuối cho tôi nghe. Chúng tôi đã ngồi hàng mấy giờ liền trên ghế. Ông cụ thì kể, tôi thì dán mắt lên gương mặt mờ tỏ dưới ánh trăng của cụ. Sao tất cả những sự việc đó có thể có được ư? Không những có thể có mà đã có thực nữa chứ. Cho đến lúc đó tôi có biết lịch sử là gì đâu. Ai kể cho tôi nghe chứ? Mẹ bác Bơ Ranh thì không phải rồi. Mẹ có biết lịch sử là cái gì đâu. Mẹ sinh ra ở Savanyon thì mẹ lại chết ở đấy thôi. Trí óc của mẹ không vượt ra khỏi tầm mắt của mẹ. Mà con mắt của mẹ thì vũ trụ nằm gọn trong cái vành chân trời trông từ trên chóp núi Odusera. Cụ chủ tôi được trông nhiều thấy rộng làm sao. Không biết thời trai trẻ ông cụ là người như thế nào nhỉ? Tại sao ông cụ lại trở thành cái người như bây giờ, một ông lão làm xiếc chó? Hẳn ai cũng phải thấy rằng tất cả những điều đó đủ cho trí tưởng tượng, tỉnh táo, linh hoạt, hiếu kỳ của một đứa trẻ làm việc không ngừng. Chương 9. Một người khổng lồ đi hia bảy dặm. Đi khỏi miền đá khô, vôi khô cằn, thì chúng tôi lọt vào một thung lũng quanh năm xanh tươi. Đó là thung lũng sông Dordogne. Chúng tôi đi xuôi chiều thung lũng, đi từng chặng ngắn. Đất đai ở đây màu mỡ, dân cư giàu có. Chúng tôi biểu diễn được nhiều lần, tiền thưởng thường đầy bát. Một cái cầu lơ lửng treo không như treo trong sương mù, bằng những sợi tơ nhện răng ngang trời, vắt qua một con sông rộng, nước chảy lững lờ. Đó là cầu Cúp Rắc bắc qua sông Dordogne. Một thành phố đổ nát, có hào sâu, có hang rộng, có vọng lâu, có những tường thành rạn nứt của một tu viện ở giữa. Ve sầu kêu râm ran trên những ngọn cây rải rác đó đây. Đó là thành Emilion. Tất cả những thứ này chỉ còn lờ mờ hỗn độn trong trí nhớ tôi. Duy có một cảnh tượng đã tác động mạnh vào đầu óc khiến tôi ghi nhớ mãi cho đến bây giờ. Mỗi khi hồi tưởng lại, cảnh tượng ấy lại hiện lên rõ nét như buổi ban đầu. Đêm ấy chúng tôi ngủ lại tại một làng nghèo. Hôm sau chúng tôi ra đi từ lúc trời vừa hửng sáng. Chúng tôi đi lâu lắm trên đường cái đầy bụi. Tầm mắt chúng tôi đang bị thu hút vào một con đường nhỏ hai bên trồng nho, bỗng mở rộng ra trên một khoảng mênh mông như một bức phông do chiếc đũa thần đột nhiên buông xuống trước mặt chúng tôi. Một con sông êm ả vòng quanh ngọn đồi chúng tôi vừa đặt chân tới. Bên kia sông, những mái nhà và những gác chuông của một thành phố lớn rải rác khắp nơi tít tắp đến mãi chân trời mờ mờ. Nhà cửa mới nhiều làm sao, và biết bao nhiêu ống khói. Có những ống khói cao vươn lên như những cây cột, phun từng luồng khói đen cuồn cuộn bay trong chiều gió, tạo thành một đám mây mù trên thành phố. Ở giữa dòng sông và cả hai bên bờ, tàu thuyền đậu ngổn ngang chen chúc, dây lèo, cột buồm, cánh buồm, cờ đủ sắc màu phấp phới bay trước thềm, chen chúc nhau như cây trong rừng. Có những tiếng ì ầm, tiếng loảng xoảng, tiếng song chảo, tiếng búa đập, tiếng xe cộ chạy rầm rập trên bến tàu. Thành phố Bordeaux đấy, cụ Vitali nói. Đối với tôi, một đứa trẻ cho đến bây giờ chỉ trông thấy những thôn xóm nghèo nàn hay một vài đô thị tình cờ gặp trên đường đi, thì quang cảnh ấy thực là tiên cảnh. Chẳng suy nghĩ gì cả, chân tôi tự nhiên dừng lại. Tôi đứng yên nhìn về phía trước, nhìn xa, nhìn gần, nhìn chung quanh. Cuối cùng mắt tôi chăm chú nhìn vào một điểm, ấy là con sông và tàu bè ra vào nhộn nhịp. Có những chiếc tàu buồm răng thẳng cánh, thân nghiêng chênh chách xuôi theo dòng sông, lại có những chiếc đi theo dòng nước, có chiếc quay tròn mà chẳng biết cái gì làm cho nó quay. Cũng có những chiếc không cột, không buồm, nhưng có ống khói nhả khói lên trời cuồn cuộn. Chúng chạy thật nhanh xuôi ngược đủ chiều, để lại sau lái những làn bọt trắng trên mặt nước vàng vàng. Thấy tôi ngạc nhiên, cụ Vitali giải thích.
Lúc này là giờ thủy triều lên, có những con tàu từ biển khơi vào sau một chuyến đi dài ngày. Đó là những con tàu trông như han gỉ, màu sơn đã bẩn. Cũng có những con tàu rời bến. Những chiếc tàu đang quay tròn giữa sông là chúng đang chở mũi quanh neo để mũi tàu quay về phía ngọn nước dâng lên. Còn những con tàu chạy trong đám khói mù mịt kia là những tàu kéo. Sao mà lắm tiếng kỳ lạ, lắm điều mới mẻ thế? Cho đến lúc đó, chúng tôi chưa ở lại lâu trong một đô thị chúng tôi đi qua. Ngày nào chúng tôi cũng phải luân chuyển đến địa điểm mới để cho có khách xem. Chương trình biểu diễn của chúng tôi chẳng lấy gì làm phong phú. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vở, Người đầy tớ của ông Jolicoeur, Cái chết của vị tướng, Sự đắc thắng của người chính trực, Con bệnh tẩy ruột và 3-4 vở khác nữa, do đó phải chuyển đi chỗ khác để có khách xem. Nhưng Bordeaux là một thành phố lớn, khán giả đổi mới thường xuyên. Ở mỗi khu phố chúng tôi có thể diễn 3-4 lần, không sợ người ta la ó chê nhàm. Rời Bordeaux, chúng tôi đến Pô. Hành trình qua một vùng đất hoang rộng lớn, chạy dài từ Bordeaux đến dãy núi Pyrenees. Nơi này người ta gọi là vùng Lăng Đơ. Bây giờ tôi không còn giống như con chuột nhắt trong chuyện ngụ ngôn, nhìn thấy cái gì cũng ngạc nhiên, sợ hãi hay thán phục. Ấy vậy mà ngay từ ngày đầu của hành trình, tôi bị một cái nhầm khiến cụ chủ tôi chế cho mãi tới thành phố Pô. Chuyện là thế này, chúng tôi rời khỏi Bordeaux được 7-8 ngày. Trước tiên, chúng tôi đi dọc theo bờ sông Garonne, đến xã Lăng Rông thì rời con sông, đi vào con đường núi Mác Xăng xuyên sâu vào nội địa. Từ đây không còn thấy ruộng nho, đồng cỏ, vườn cây nữa, chỉ toàn thấy rừng thông và thạch thảo. Nhà cửa cũng thưa thớt xác xơ. Tiếp theo là một vùng đồng lầy rộng mênh mông với những làn đất nhấp nhô. Ở đây không có đồng ruộng, cũng không có rừng. Xa xa chỉ có một màu đất xám. Và ở cạnh dọc hai bên đường cái phủ rêu mịn như nhung là những cây thạch thảo khô héo và những cây kim tước cằn cỗi. Chúng ta đến vùng Lăng Đơ rồi đấy, cụ Vitali nói. Chúng ta còn phải đi giữa cánh đồng hoang vu này khoảng 20-25 dặm nữa. Cháu phải vững chân lên nhé. Tôi tự nhủ, không những vững chân mà phải vững lòng, vững chí nữa. Vì đi trên con đường hầu như vô tận này, lòng tràn ngập một nỗi buồn khó khuây khỏa được. Sau này tôi có nhiều lần đi biển, cứ ra đến giữa đại dương không còn thấy bóng cánh buồm nào nữa. Một nỗi buồn vơ vẩn khó tả lại ngập tràn trong lòng. Cảm giác của tôi khi đi qua vùng Lăng Đơ vắng vẻ hoang vu cũng giống như thế. Mắt chúng tôi phóng tận chân trời, chìm ngập trong hơi sương, chẳng nhìn thấy cái gì khác ngoài cánh đồng bằng xám ngắt, phẳng lì và đơn điệu trải ra trước mắt. Chúng tôi đi mãi, nhìn chung quanh thì thấy như mình dẫm chân tại chỗ, không tiến lên được bước nào, vì cảnh vật không thay đổi, vẫn những cây thạch thảo, vẫn những cây kim tước, vẫn những đám rêu. Tiếp đến những cây phượng vĩ, lá mềm mại đung đưa trước gió, uốn lên uốn xuống như sóng gợn. Phải lâu lắm mới gặp một khu rừng nhỏ. Thông thường hễ gặp rừng thì phong cảnh vui tươi lên. Song những khu rừng này lại không thế. Rừng toàn những cây thông, cành chặt đến tận ngọn. Ở thân cây có những vết đẽo sâu hoắm. Trên các sẹo màu đỏ ấy, nhựa thông chảy ra kết tinh lại thành những giọt trắng. Gió thổi qua lá thông tạo thành một bản nhạc bi ai, khiến người ta tưởng như nghe tiếng than vãn của những thân cây bị chặt. Cụ Vitali bảo tối nay chúng tôi sẽ đi tới những thôn xóm và sẽ đi qua đêm tại đó. Nhưng trời sắp tối đến nơi mà chưa thấy bóng dáng đâu là thôn xóm. Không có ruộng đồng trồng trọt, không có súc vật ăn cỏ trên cánh đồng hoang. Đằng xa cũng chẳng thấy cột khói nào bảo cho biết là nơi đó có nhà. Đi từ sáng sớm tôi đã thấy mỏi mệt. Một sự ngao ngán xâm chiếm toàn thân càng làm mỏi mệt thêm. Cái làng mong chờ này dễ thường chẳng bao giờ xuất hiện ở đầu con đường vô tận này chắc. Tôi mở to mắt nhìn thật xa, vẫn chỉ thấy đồng hoang, vô tận. Những bụi cây mỗi lúc nhòa đi trong bóng tối, mỗi lúc dày đặc thêm. Lòng mong mỏi chóng đến chỗ nghỉ khiến chúng tôi rảo bước đi nhanh. Tuy đã quen đi đường dài, cụ chủ tôi cũng thấy mỏi, cũng muốn dừng trên bên đường để nghỉ một lát. Đáng lẽ tôi cũng ngồi xuống bên ông cụ để nghỉ, nhưng tôi lại trèo lên một ngọn đồi kim tước ở gần lối đi để xem có nơi nào gần đấy có ánh lửa không. Tôi gọi con Capi cùng đi, nhưng nó cũng mệt nên lờ đi như không nghe tiếng.
Mánh lới thông thường của nó là như thế, hễ không thích làm theo ý tôi là nó như vậy. Cháu sợ à? Cụ Vitali hỏi. Nghe cụ hỏi thế, tôi không nài nữa mà quyết đi một mình. Tôi cũng không thấy có gì đáng sợ hãi, nên mạnh dạn bước đi để cụ khỏi chế giễu. Đêm đã xuống, trời không trăng, nhưng qua ánh sao bầu trời rọi xuống, mắt có thể nhìn thấy đường đi và cảnh vật xung quanh. Vừa đi, tôi vừa nhìn bên phải bên trái. Trong ánh hoàng hôn đầy sương khói, mọi vật trở nên hình dáng kỳ dị. Phải phán đoán mới nhận ra những bụi cây, những lùm kim tước, nhất là những cây nhỏ cong queo vặn vẹo. Từ xa, những bờ bụi, những lùm kim tước, những cây cối đó trông chẳng khác gì những sinh vật kỳ quái. Thật là kỳ dị, hình như bóng tối làm cho cánh đồng hoang biến dạng, có rất nhiều bóng ma xuất hiện. Người khác ở vào địa vị tôi chắc phải khiếp sợ trước những bóng ma quỷ đó, nhưng tôi thì tôi không hề thấy sợ hãi chút nào. Càng leo lên sườn đồi, tôi càng thấy những cây kim tước chắc khỏe hơn, cây thạch thảo và cây phượng vĩ cao hơn, ngọn cây thường cao quá đầu, đôi khi tôi phải đi lom khom dưới lá. Chỉ một lúc tôi đã lên đến đỉnh đồi, tôi cố mở to mắt mà không nhìn thấy đốm lửa nào, tầm mắt tôi mất hút vào trong bóng tối. Tôi chỉ nhìn thấy những hình dáng mập mờ, những bóng đen kỳ quái, những cây kim tước vươn cành đến tôi như những cánh tay dài mềm dẻo, những bụi cây như đang nhảy múa. Không có gì chứng tỏ rằng gần đấy có nhà ở. Lắng nghe xem có tiếng súc vật như tiếng bò giống, tiếng chó sủa chẳng hạn, tự nhiên tôi thấy rùng mình. Sợ cái gì thì tôi không biết, có lẽ sợ sự yên ắng, sợ cảnh cô quạnh và đêm tối. Tôi cảm thấy như sắp có điều gì nguy hiểm xảy đến. Tôi đang lo sợ nhìn quanh thì thấy ở xa có một bóng đen lớn chuyển động rất nhanh trên những ngọn cây kim tước. Tôi cũng nghe thấy cả tiếng sột soạt của cành lá bị va chạm. Tôi tự nhủ rằng mình quáng mắt trông nhầm, cái bóng đen kia có lẽ chỉ là một cái cây mà thoạt đầu tôi chưa trông thấy. Nhưng còn tiếng sột soạt thì sao? Trời có gió đâu, những cành cây không bao giờ rung chuyển. Phải có gió đu đưa hay có người lay động nó mới thành tiếng. Hay là có người? Cái hình thù to lớn đen sẫm kia đang tiến về phía tôi, không thể là người được. Có lẽ là một con thú tôi chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc một con chim đêm khổng lồ, hay một con nhện lớn có bốn chân cao lêu đêu nổi bật trên nền trời xanh nhạt, trên những bụi rậm, những lùm cây phượng vĩ. Con vật có bộ cẳng cao lênh khênh ấy đang tiến về phía tôi một cách gấp rút. Chắc là nó đã trông thấy tôi và đang chạy xô đến tôi. Tôi co cẳng, chạy thật nhanh. Tôi xoay người lao xuống dốc để chạy mau về với cụ Vitali. Tuy đã cố gắng, nhưng tôi không sao chạy nhanh được vì tôi cứ lao vào các bụi cây, bị các cành kim tước và thạch thảo móc vào, giữ lại phải gỡ ra mới chạy tiếp được. Vừa gỡ ra khỏi bụi gai, tôi lé mắt nhìn lại phía sau thì thấy con vật sắp đến chỗ tôi rồi. Cũng may bãi hoang giờ đây đã quang các bụi cây, tôi có thể chạy nhanh được. Tuy thế con vật vẫn ngày càng lại gần tôi thêm, không ngoảnh cổ lại nhưng tôi cảm thấy nó ở ngay sau lưng mình. Tôi không thở được nữa, phần thì lo sợ, phần thì chạy cuống cuồng, đứt cả hơi, nhưng tôi vùng lên, cố gắng chạy thục mạng lao về phía cụ Vitali và ngã khịu xuống bên chân cụ. Ba con chó đứng bật dậy sủa rộ lên. Con vật, tôi lắp bắp. Giữa tiếng chó sủa lao xao, bật lên tiếng cười vang dội. Cụ Vitali đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại nói, cháu hãy thử nhìn xem nếu cháu có gan nhìn. Tiếng cười của cụ còn hơn cả câu nói, làm tôi tỉnh người lại. Tôi mở mắt ra nhìn theo phía tay cụ chỉ. Con quái vật hiện hình vừa làm tôi hoảng sợ đã dừng lại đứng im trên đường cái. Tôi vẫn còn kinh sợ, nhưng lúc này tôi không còn ở giữa cánh đồng hoang, lại có cụ Vitali ngồi đó, có bầy chó vây quanh nên không bị cảnh mà vắng lặng làm cho rối trí. Tôi định thần nhìn kỹ con vật. Có phải là một con vật không hay là một con người? Thân hình đầu và tay thì rõ là người, nhưng nó lại có vẻ là thú vị, toàn thân phủ một bộ lông dày, đôi cẳng cao lênh khênh, phải đến 2-3 mét. Mặc dù bóng đêm dày đặc, tôi vẫn nhận ra những chi tiết ấy, vì hình dạng cao lớn của nó nổi bật trên nền trời có lờ mờ ánh sao. Tôi đang băn khoăn tự hỏi như thế thì cụ chủ tôi bỗng cất tiếng hỏi, này, anh có biết quanh đây có làng mạc gì không? Đúng là người rồi, tôi nghĩ bụng, vì cụ Vitali nói chuyện với nó mà. Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng cười cụt lủn giống như tiếng chim kêu. Vậy thì lại là một con vật rồi.
Cụ Vitali vẫn tiếp tục hỏi, thế mới lạ chứ, giống vật đôi khi cũng hiểu ta nói gì đấy, nhưng bảo nó trả lời thì chưa bao giờ. Bỗng thấy con vật nói rằng trong vùng không có nhà cửa gì cả, chỉ có một trại chăn cừu, nếu cần nó sẵn sàng đưa đến giúp. Tôi ngạc nhiên, thì ra nó nói được, thế sao cẳng nó lại dài thế? Nếu tôi bạo dạn thì tôi đã lại gần xem chân cẳng nó thế nào. Nó không có vẻ gì dữ tợn, nhưng tôi vẫn không có can đảm ấy. Tôi khoác xác lên vai, đi theo cụ chủ, không nói không rằng. Cụ Vitali vừa đi vừa hỏi tôi, cháu đã thấy cái làm cho cháu phải một mẻ hết hồn chưa? Thấy rồi, nhưng cháu vẫn không hiểu thế nào ông ạ. Sao ở vùng này lại có giống người khổng lồ à ông? Không phải người khổng lồ đâu, người đi kheo đấy. Cụ giải thích rằng người ở xứ Lăng Đơ muốn đi trên các bãi cát hay các đầm lầy phải đi bằng kheo cho khỏi thụt. Họ đặt chân vào hai cây sào dài có đóng bàn đạp, phải đi như vậy, không thì thụt xuống đến thắt lưng. Ấy thế là đối với những đứa trẻ nhát gan, họ trở thành những người khổng lồ đi hia bảy dặm.